Chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Bí quyết sống khỏe. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học cho bệnh nhân gút. Ngay từ lúc này thì tổng đài đã được mở và chúng tôi rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi từ quý vị khán giả. Chương trình ngày hôm nay hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Bodygood thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Botania. Và hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngay bây giờ. Thưa quý vị khán giả, bệnh gút không chỉ mang lại những cơn đau khớp khủng khiếp đối với người bệnh mà nó còn dẫn đến một loạt những biến chứng nguy hiểm như là suy thận, sỏi thận hoặc là tàn phế khớp v.v. Nó là nỗi ám ảnh đối với những ai đang phải đối diện với căn bệnh này. Muốn đẩy lùi bệnh gút hiệu quả cụ thể như thế nào thì không phải ai cũng biết. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ bác sĩ để chúng ta cùng tìm hiểu về những thông tin này. Đầu tiên hãy cùng chào đón Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên cao cấp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Nam. Xin chào quý vị khán giả xem lại. Cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Võ Toàn. Xin chào anh ạ. Xin chào MC Ấp Thanh Dân. Xin chào giáo sư. Xin chào khán giả. Bây giờ thì xin mời bác sĩ, xin mời anh cùng quý vị khán giả hãy cùng đến với đoạn phóng sự mà chương trình chuẩn bị ngay sau đây. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương. 10 năm trời bị bệnh gút hành hạ tới suy nhược cả cơ thể đã làm cho anh Nguyễn Văn Uyển, 52 tuổi ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phải đi không biết bao nhiêu nơi, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, nhưng bệnh thì chẳng đỡ mà cơn đau gút với hạt tô phi thì vẫn liên tục hành hạ anh đêm ngày. Từ cuối năm 2005, là bàn chân anh tự nhiên sưng ngụp lên và đau không đi được. Bàn chân trái đầu tiên nó bị sưng rất là to, anh không sờ được dép nữa và đau người luôn và cái chân không nhấc lên được. Hôm đấy là anh đã không đi được xe máy rồi, anh phải đi ô tô xuống bệnh viện để làm xét nghiệm rồi. Thế anh mới xuống bệnh viện đa khoa và xét nghiệm. Các bác sĩ ở đấy có kết luận anh là đã bị bệnh gút. Acid của anh kiểm tra lần đầu anh không bao giờ quên, đó là 572. Bác sĩ cho thuốc về, thế nhưng mà đấy thì anh cũng nghĩ đấy là một cái quá trình điều trị. Thế nhưng mà gần như là tháng nào cũng bị đau, mà đau thì kéo dài hàng tuần liền. Mỗi một lần đau ấy, thì anh đều phải xuống làm xét nghiệm. Acid của anh đều dao động từ mức 572, có lúc lên cao nhất là 620. Anh biết là anh đã bị gút ấy. Thì hơn 2 năm sau bắt đầu là thấy lồi, cứ to dần lên ở cái đầu gối trái của anh này, nó sưng to dần lên. Mà em biết rằng là đã đến lúc mà cái kích thước của anh lên tới tầm được khoảng 3 cm², thì nó lồi cái đầu gối lên như thế nào thì anh sợ nhất cái đấy mà. Đi lại nó rất là bất tiện. Bệnh viện kết luận anh là bị bệnh gút thì anh phải kiêng rất là nhiều thứ, từ nội tạng động vật hoặc thịt trâu, thịt bò hoặc đồ hải sản. Tuần chuyện uống thì trước kia thì anh cũng rất hay uống bia rượu, nhưng từ ngày đấy thì gần như là anh bỏ hẳn bia. Sau đấy thì anh cũng đi uống thuốc Nam rồi thuốc Bắc đấy, thì nó cũng thấp xuống được một chút nhưng vẫn trên 500. Muối nó tồn đọng ở đầu gối của anh thì ngày nó một to, nó phải đến tầm khoảng 3-4 phân vuông rồi, lồi hết lên rồi. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Nam. Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân gút thì nên có chế độ ăn uống như thế nào ạ? Cái chế độ ăn chủ yếu là làm sao để hạn chế tối đa các cái protein, cái lượng protein trung bình vào cơ thể ngày một từ 50 đến 100 gram là vừa đủ. Hạn chế ăn các loại thịt đỏ, tránh ăn những thức ăn mà có cái nồng độ axit uric cao như là lục phủ ngũ tạng của con vật, lòng heo, tim gan. Hạn chế tối đa uống bia, uống nước vừa phải. Uống nước nhiều thì uống 4-5 lít vào thì sẽ gây ngộ độc nước. Ngộ độc nước thì bệnh nhân có thể biến chứng ngừng tim do hạ kali máu. Nên ăn các loại thịt trắng giống như là thịt gà, cá, rau thì ăn thoải mái được khác các thứ. Thế còn về chế độ sinh hoạt thì theo bác sĩ là bệnh nhân gút nên lưu ý điều gì ạ? Chế độ sinh hoạt lành mạnh, tức là sống điều độ, đừng có thức khuya quá, đừng có stress. Cái stress là những khởi mào cho những cái cơn đau gút cấp. Nhiều khi bệnh nhân vì lo lắng quá là về tự nhiên bị tối bị gút lên. Nên chọn một cái môn thể thao nó phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với sức khỏe. Trước khi mà tập thể thao như thế thì cũng nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa về y học thể thao thì người ta sẽ biết là mỗi người lên phù hợp với cái môn thể thao nào. Bị cơn gút cấp thì đừng cố gắng đi lại, nằm nghỉ ngơi, hết đau rồi hãng đi. Cho nhiều người không biết thì cứ nghĩ là càng đau thì càng phải đi lại nhiều thì nó mới hết đau được, thì cái chuyện đó, quan niệm đó hết sức sai lầm. Vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để điều trị bệnh gút hiệu quả thưa bác sĩ? Phương pháp đầu tiên là chúng ta sử dụng các thứ thuốc để làm hạ axit uric của trong máu, giảm đau, kháng viêm. Những thứ thuốc này thì nó lại có cái dở là nó có tác dụng trên dạ dày. Thường những thứ thuốc đó cho bệnh nhân kèm thuốc dạ dày kèm thêm, nếu không thì dễ dàng gây xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, thủng dạ dày. Khuynh hướng thứ hai là người ta sử dụng các loại thảo dược bổ sung, thường được điều trị kế tiếp sau khi điều trị bằng Tây y hoặc điều trị song song. Chúng ta điều trị hết cơn gút cấp thì chúng ta muốn duy trì cho bệnh nhân bớt đi
cơn đau trước là một tần suất một tháng là 5-6 lần, thì bây giờ là 2-3 lần, có khi 2-3 tháng mới bị một lần, thì chúng ta sử dụng các loại thảo dược. Hồi trước muốn sử dụng thảo dược chúng ta phải sắc thuốc ở trên cái nồi đất, và sắc thuốc như vậy thì rất là lâu, có khi là 3-4 tiếng mới được một bát, ngày sắc 3 lần thì thôi là hết thời gian luôn, mà uống rất đắng, rất là khó uống, cho nên người ta rất là khó theo dõi, khó theo sát điều trị. Bây giờ thì người ta tích hợp các loại thảo dược trong một cái viên, nó có tác dụng rất là tốt. Bổ sung như vậy thì rất là dễ sử dụng, mà người ta có thể là sử dụng rồi lâu dài được, thời gian 3 đến 6 tháng được, không có những tác dụng phụ, tác dụng mà không mong muốn gì khác cả. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa nhắc đến những loại thảo dược quý có trong đông y và đã được sử dụng hàng ngàn năm rồi. Và hiện tại thì y học hiện đại đã có những phương pháp mới để bào chế, tạo ra những viên nang rất là gọn nhẹ để tiết kiệm thời gian và đem đến sự tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, cụ thể những loại thảo dược này có tên gọi như thế nào, thành phần của nó ra sao thì chắc phải nhờ bác sĩ tư vấn cho khán giả được biết ạ. Về nhóm thảo dược để mà bổ sung trong điều trị về bệnh gút thì có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm ức chế enzyme xanthin oxida để ức chế sự hình thành axit uric ngay từ lúc đầu, tức là từ thực phẩm đi vào biến purin thành axit uric. Enzyme xanthin oxida có cái tác dụng chuyển hóa từ chất purin sang axit uric, và từ axit uric trở thành muối urat lắng đọng trên các cái khớp của cơ thể như khớp cổ chân, khớp ngón cái, khớp gối, gây ra bệnh gút. Các hoạt chất này có trong hạt cần tây của anh đào đen và hạt nhãn. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Y khoa Boston, Mỹ thực hiện trên 634 bệnh nhân gút vào năm 2008 cho kết quả sau 4 tuần uống quả anh đào đen thì người ta thấy rằng 100% bệnh nhân hạ axit uric trong máu, trong đó có 57% bệnh nhân đã về được ngưỡng an toàn và tỷ lệ tái phát cơn gút sau 4 tuần giảm tới 60%. Nhóm thảo dược thứ hai có tác dụng kiềm tính trung hòa axit uric trong máu, đó là hạt cần tây. Nhóm thảo dược thứ ba thì có tác dụng là tăng cường đào thải axit uric ở trong máu ra ngoài nước tiểu như là trạch tả, mã đề, ngưu bạc tử. Phối hợp tốt ba cái nhóm trên sẽ làm giảm axit uric ở trong máu, làm co nhỏ các hạt tốt phi, giảm cái tình trạng viêm, giảm cái tần suất mà bệnh nhân bị cơn gút cấp ở trong máu. Bên cạnh đó, đông y cũng đã sử dụng nhiều thảo dược có tác dụng giảm đau, chống viêm như bạc hà, gừng, tầm ma, kim sa, húng tây. Nhờ vậy mà giúp giảm đau tốt, giảm viêm khớp trong cơn gút cấp hiệu quả mà lại an toàn, không gây tác dụng phụ như các loại thuốc tây giảm đau thông thường. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với chủ đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tình huống ngay sau đây. Vậy hả? Khỏe dữ lắm rồi hả? Vậy chúc mừng ông ha, còn cái em của tôi là nó không có được như ông đâu. Trời ơi, nó sưng đỏ lên, nó giống như là trái cà chua vậy đó. Ông cũng từng rồi, ông biết mà, ông cũng bị rồi. Thôi, bữa nào anh em mình gặp nhau uống cà phê nói chuyện nhau nhiều hơn ha. Vậy nha, bye bye. Trời ơi, bà làm cái gì vậy bà? Trời ơi, bà đi không có tiếng động gì trên cái trời, bà giống như là con ma. Chà, bữa nay dám nói tôi là ma nữa ha. Quá lắm rồi. Tùng ơi là Tùng. Tùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi Tùng? 60. Hơn nha. Nhan sắc càng ngày ha, càng phai đi. Cái sân vận động càng ngày càng ít cỏ ha. Già rồi đó. Mà tại sao lại đổ đốn như vậy? Cái gì mà đổ đốn? Bà nghe ai nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Không có nghe ai nói. Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe luôn. Ông nói cái em gì của ông đó, nó đỏ mọng như là trái cà chua. Rồi càng ngày càng sâu đậm. Rồi ông còn hỏi ông bạn ông đó đã từng rồi. Đã từng có rồi. Đã từng rờ rồi. Rồi. Là cái con nào? Là cái con nào? Bà nhìn đi đó, cà chua đỏ chết là nó đó. Ủa? Trời đất ơi, là tôi đang nói về cái chân tôi bị gút đây nè. Hồi tối này tôi bị nhức quá. Rồi tôi mới nói cái chuyện này cho tôi, cho ông Thanh. Bà biết ông Thanh bạn tôi mà. Biết. Tôi nói chuyện xong rồi ông mới cho một cái tin. Ông nói là cái bí quyết này là nó tốt dữ lắm ha. Cái sản phẩm này của ông chứa các loại thảo dược như là quả anh đào đen nè, hạt nhãn, rồi trạch tả nè, rồi mã đề nè, ngu bàn tử nè, hạt cần tây nữa nè, đó, thấy không? Ông nói là ông đã dùng được 6 tháng rồi, nó không có phản ứng phụ gì hết trơn cái trọi đó. Cái axit uric ở trong máu nó rất là an toàn ha. Nó cái từ ngày mà ông dùng là ông không có bị đau lại cái gì hết trơn cái trọi đó. Cái hạt thô phi ở ngón chân nó cũng càng ngày nó càng nhỏ rồi, nó không có mọc thêm một cái hạt nào mới nữa trơn cái trọi ha. Mà nó cũng ngăn ngừa được những cái biến chứng nguy hiểm như là biến dạng khớp nè, tàn phế nè, sỏi thận nè, trạng thận, suy thận nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó suy giảm sinh lý đó bà. Hồi nãy tôi hiểu lầm đó. Tôi làm cho ông giận thì bây giờ tôi chuộc cái lỗi bằng cách là
tôi sẽ chạy ra nhà thuốc tôi mua, rồi sẵn nó nhờ dược sĩ người ta tư vấn luôn, được không? Vậy mới là vợ của tôi chứ. Ừ. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, tội nghiệp tục tân quá. Được rồi, đau quá, đi mua thuốc liền đi. Rồi, đi mua thuốc cho tục tân uống nha. Dạ. Bonigood hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì hãy cùng trò chuyện với nhân vật khách mời của chúng ta. Em rất là vui vì được gặp anh ngày hôm nay. Thì em không biết là sức khỏe của anh như thế nào. Anh có phải là một người sống chung với căn bệnh mà chúng ta nói là bệnh gút hay không ạ? Tôi công tác ở công ty bia, nước gì khác á. Tôi làm việc ở phòng kinh doanh nên khi phải tiếp khách nhiều. Có lẽ vì thế mà sớm mắc bệnh gút từ hôm nào cũng hay. Những ngày mới bắt đầu bị không biết mình mắc cái gút, cứ tưởng là vấp ngã vô hay là đang bị kẹo chân. Mà tôi có hơi lá đắp thì ngày càng sưng đỏ tới mức mà đi lại không được. Sau đó vợ tôi á, là phải đẩy xe lăn đưa tôi vào bệnh viện, bác sĩ cho đi làm xét nghiệm và chụp hình. Rồi lúc đó mới tá hỏa, mới biết mình bị gút. Rồi bác sĩ kê thuốc giảm đau, uống vô vài ngày là hết đau. Nhưng sau lần đó thì hầu như là tháng nào cũng đau. Nó kinh khủng tới mức mà chỉ cần cái màng buông xuống mà chạm nhẹ vô cái chân là cảm giác buốt thấu tận xương luôn. Tôi lại không kiêng được rượu bia nên cái axit uric trong máu luôn ở ngưỡng cao, có lúc lên tới tận 680. Mấy năm gần đây bệnh tiến triển nặng, hầu như là tuần nào tôi cũng bị đau cấp một lần. Cục tô phi khiến cho việc đi lại trở lên phiền phức vô cùng, muốn đi đôi giày đẹp lịch sự cũng không được. Sản phẩm Bonigood có tác dụng rất tốt, có đầy đủ tất cả các thảo dược như chúng tôi vừa kể trên. Thứ nhất là làm giảm lượng axit uric ở trong máu, giảm các cái hạt tô phi, co nhỏ các hạt tô phi lại. Thứ ba là kháng được viêm, giảm cái tần suất của cái cơn đau, giúp bình ổn hóa cái lượng axit uric ở trong máu bệnh nhân. Từ đó giúp phòng ngừa các biến chứng của gút như là viêm khớp, thoái hóa khớp, có thể là tàn tật. Sản phẩm Bonigood được sản xuất bởi công ty GNE của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bonigood với công nghệ siêu nano thì nó có tác dụng là bền vững và hấp thu tốt, cùng với tác dụng tốt cho những bệnh nhân gút. Thưa quý vị khán giả, ngay lúc này thì tổng đài của chúng tôi đã nhận được những câu hỏi từ khán giả khắp cả nước. Câu hỏi của anh Vũ Văn Đoàn ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Thưa bác sĩ, thì cách đây 3 tháng tôi đã dùng sản phẩm từ thảo dược có quả anh đào đen, hạt cần tây và hạt nhãn. 2 tháng gần đây là tôi không còn bị lên cơn gút cấp nào nữa. Acid uric trong máu cũng chỉ còn chưa tới 400 mmol trên lít. Tôi muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm này để đảm bảo sức khỏe, vậy có được không ạ? Vâng, tôi thấy nếu mà anh dùng Bonigood có hiệu quả thì anh nên tiếp tục sử dụng tiếp, bởi vì sử dụng Bonigood duy trì rất là quan trọng trong phòng chống các bệnh tự tái phát của bệnh gút. Một câu hỏi từ ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ ở phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi năm nay 60 tuổi, bị gút nhưng mắc đau dạ dày đã lâu, vẫn hàng ngày dùng thuốc tây trị đau dạ dày. Tôi muốn dùng sản phẩm chứa các thảo dược nhưng không biết có ảnh hưởng tới bệnh dạ dày của mình không? Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là các loại thảo dược thì hầu như tác dụng phụ hay tác dụng không mong muốn rất là ít, ảnh hưởng đến báo tử cũng rất là ít. Cho nên theo tôi nghĩ dù anh đang bị đau dạ dày mà có điều trị thì vẫn cứ tiếp tục có thể uống thêm Bonigood được. Nhìn nụ cười của anh Uyển hiện tại, chúng tôi mới thấm thía hết được việc cuộc sống không bị bệnh tật hành hạ sung sướng đến nhường nào. Anh vui vẻ chia sẻ về bí quyết đã giúp anh đẩy lùi bệnh gút, thoát khỏi những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Cũng rất may cho anh là anh dùng Bonigood thì cái thứ nhất các cái cơn đau thì anh không còn. Và cái thứ hai nữa là cái muối của anh tồn đọng ở đầu gối đấy thì nó cứ nhỏ dần đi, tức là nó cứ tan dần. Và bây giờ thì gần như là phẳng lì bình thường, nhưng không còn phát hiện ra nữa. Cái muối tồn động là bây giờ nó tan biến. Từ ngày đấy đến giờ thì gần như không bao giờ bị tái phát của những cơn đau nữa. Thì anh cũng nghĩ là như vậy cho nên anh không kiểm tra. Nhưng đến năm ngoái thì bạn bè cũng cứ cười. Bạn bè phải kiểm tra lại một lần để xem. Thế là bắt đầu anh mới lại xuống bệnh viện ở dưới tỉnh Hưng Yên. Anh kiểm tra thì là cái axit của anh lúc đấy là còn có 385. Thế thì anh mới càng tin tưởng hơn 45 dùng Bonigood. Nói rằng là rất hiệu quả đối với anh. Anh chưa bị đau lại bao giờ. Cái phấn khởi nhất của anh là cả nếu mà giả thử như là cái thuốc khi anh dùng thì cũng sẽ 1 tháng, 2 tháng sau nó sẽ bị một lần. Thế nhưng mà bây giờ thì gần như là hơn 3 năm, gần 4 năm nay là không còn bị lần nào tái phát. Acid của anh đều ở dưới mức 400. Đúng ra mà nói thì đến năm nay là năm thứ 5 thì anh không hề bị đau một lần nào do cái bệnh gút.
Cho nên anh nghĩ là cái bệnh gút của anh bây giờ thì anh quá yên tâm. Bây giờ anh sinh hoạt gần như là bình thường. Nói các em đừng cười, chứ còn thực tế giả thử như là đồ biển thì bây giờ anh cũng đã một tháng cũng anh cũng dùng một hai lần. Chứ không như trước kia bao năm anh không dám đụng một cái gì. Như là bia rượu thì anh cũng bắt đầu là uống lại một chút bia, chứ còn rượu thì quả thật ra mà nói em đừng cười anh là rượu thì mười mấy năm nay thật nhưng anh không thể bỏ được rượu. Bởi vì cái công việc của anh nó cũng giao lưu, tiếp xúc, thứ nó cũng rất là khó. Anh phấn khởi nhất rằng là anh dùng rất là hiệu quả. Hơn 2 năm đổ lại đây thì anh đã giới thiệu rất là nhiều bạn bè của anh. Thì họ đều rất hay điện hỏi thăm anh. Anh dùng rất là hiệu quả đấy. Bonigood hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị khán giả, thời lượng của chương trình Bí quyết sống khỏe cũng đã hết rồi và chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Nếu như quý vị còn có thắc mắc nào cần được giải đáp hoặc là muốn đăng ký tham gia chương trình, có thể liên hệ qua số hotline. Trước khi tạm biệt thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonigood thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Botania đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.